Anh em nha, Úc Tây Ga đây. Làm nhà nay làm cái nồi Accenter thì trái bố anh em. Mới giờ video vớt xong. Quay cho anh em coi luôn nha. Hôm nay mấy thằng đệ tử nó đi đang dọn kho để mình làm cái xưởng để xe cho nó nhiều xíu. Anh không bao giờ nó quay được, có thằng tay thôi. Quay con tay đây, này mới tháp xong rồi nè, bị trái bố mình tháp sắt vô. Thường thường là những cái tháp sắt này chỉ có anh em trong Sài Gòn mới làm nha, còn những ngoài tỉnh với lại ngoài Bắc thì không ai làm. Nhiều khi mình đăng lên thì mấy anh em kêu ôi cái này ai làm, thì đúng rồi, ngoài đó nó không làm được. Những anh em trong Sài Gòn mới chơi cái bài này thì làm rất là lâu rồi, từ thời mà độ những chiếc rim quay 54, 53 cam xăng nồi thì lâu lắc rồi, thì người ta hay xài cái này. Chỉnh cái này lại ráp cho anh em coi. Thay bố mới để nhúng nhớt đây. Bố nè, nhúng nhớt cái đã rồi mới ráp vô. Nhắc cho anh em coi nha. Nhắc cái đã. Nồi này mình đã bán lại, mình thay cao su, mình bỏ lò xo em đây hết rồi. Thì mình, cái này mình cũng có đã hướng dẫn những cái video trước cách làm chống giọng, bỏ lò xo vô đây. Thì giờ mình đã làm xong rồi, bắt đầu mình quay cho anh em coi. Cứ ngắt hết giọng, hết độ rơ luôn. Rồi mình ráp vô nha anh em. Đã tháp sắt nè. Tháp sắt này nó không có trái bố nữa. Cái này là những anh em ở trong miền Nam chơi độ xe rồi là thường thường là sử dụng cái này. Trước mình cái thời mà năm 2005, 2007, 2008 vậy đó, lúc qua mình chơi cam xăng nồi rồi đó, thì cũng phải tháp cái này mới chạy được, mà tuôn luôn, trái bố luôn. Thì những anh em mà chơi xe thì người ta cũng hay làm này. Hầu như là ở trong Sài Gòn là làm toàn là tháp sắt không. Nếu mà không tháp thì nó kẹt xe nóng thì nó sẽ bị cháy tiếp. Còn đi đường tỉnh, đi đường trường nha, những anh em ở tỉnh thì nó ít bị cháy lắm. Tại vì người ta đâu có ra côn đâu. Còn những anh em mà chạy ráp rồi thì trong thành phố Hồ Chí Minh và những cái thành phố mà hay kẹt xe thì người ta ra côn nhiều thì bắt buộc nó sẽ nóng quá thì nó sẽ cháy thôi.
Cái này mình làm cũng hơi nhiều lắm. Ad này nè, trái cũng hơi nhiều. Những cái mùa World Cup thì anh em cũng biết rồi, những mùa đá banh thì đi bão, thì tối đi bão thì sáng trái bố, làm có ngày 5-7 chiếc. Nói chung là khách đi kẹt xe. Này nó có cái lồng đèn. Em nói sơ cái này cái nè, anh em thấy không, đây nè, em đây mình tháp mà mình giả vớt nó đã rất là lén rồi nè. Thì nếu mà không tháp như vậy nữa, mình thay cái khác vô mà khách đó, người ta đi người ta ra côn chừng vài bữa thôi thì nó sẽ bị mòn cái đế nhôm này nè, nó mới cháy bố tiếp. Lúc đó là mình tháo qua mình làm lại cực cho mình thôi, làm mình làm một lần một, mỗi lần làm là mình tháp luôn là trả là bao bền luôn, khỏi cháy bố nữa nha, không cháy được luôn. Đó, nhông thì mình đã tán hết trơn rồi, cứng rồi, bao luôn, giảm được có 90% là giọng nồi. Đó, rồi. Thì anh em mày có muốn làm nồi thì cứ liên hệ cho mình nha, qua số điện thoại 0988222334. Địa chỉ 58 Nguyễn Thiện Huệ, Bà Rịa Vũng Tàu nha anh em, ngay bến xe An Sương. Đây nè, tại vì mình quay còn một tay mình cũng khó, nay đệ tử đang dọn kho. Cái post này khi mà em ráp nồi ẹt, lưu ý là sẽ thay cái post này nha, nó bị chai. Thì cái post này nếu mà nó hư cái post này nó sẽ không bơm vớt được lên dên, thì nó sẽ ré dên hoặc là nó lúp bê bê tông. Đó. Thì bây giờ là quay một tay thì không thể nào mà làm được rồi. Thì là mình nói sơ vậy thôi, cho những anh em nào thợ mới học nghề, mới vừa đi ra mở tiệm, thì khi làm nồi thì phải lưu ý cái phốt dên này. Phốt này là vô dên nè. Nhiều cái shop đồ chơi nó thay lắp nồi độ, nó gắn vô nó không có bỏ cái phốt này, hoặc là cái phốt này dính luôn trong cái cốt dên luôn, bỏ vô lỏng dính vô đây luôn thì nó sẽ bong, không có bơm nhớt được lên dên. Đó, thì sẽ xảy ra cái tình trạng là ré dên kêu hoặc lúp bê bê tông. Đó, thường thường mà làm nồi mà quên cái phốt là rất là nguy hiểm nha anh em. Rồi ok, anh em nào mới học nghề sửa xe thì lưu ý với mình xíu. Bây giờ để mình ráp vô cho khách. Rồi, hello anh em.